chương trình này được bảo trợ bởi Chin và Kim Thư Cherry nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 của hình bản đồ Việt Nam 714 và 7146577866. Happy Easy chuyên bán nệm cao su cứng chống đau lưng sản xuất tại Mỹ 7148976100 và 7144877889. một mật ong Miss Linh, và Hà Thủ Ô Miss Linh. gọi ngay bốn để đặt hàng Good morning, Ngọc Lan Hoàng Trầm Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với cà phê sáng trong ngày thứ năm hôm nay 14. Gửi lời chào Ngọc Lan. Xin chào anh Thủy, kính chào quý khán giả. Quý vị sáng nay xem thì họ nói rằng hiện tượng eo như nhô trong cả 2 3 tháng qua đã không xảy đến với California. tưởng là có mưa nhưng mà rồi chúng ta thấy gió chướng Santana thổi vào khiến cho mưa mây như là tụ hết rồi đen rồi tan đi hết trong hai ba tuần trước. À, thế nhưng giờ đây thì à, có thể có thể sẽ mưa nhưng mưa khi nào? Họ nói rằng hết thu. Thế hết thì ngày thu. nào là hết thu? Khoảng 20, 21 tây, tức là tuần tới. Là sẽ là Thật kết sự vào thúc. đông. Thật sự là vào đông. Thì đúng vào cái thời điểm giao mùa đó thì có thể có mưa. Thì dự báo thời tiết nói là dự báo thời tiết thế thì chính xác chắc có lẽ 50% thưa quý vị. Thứ 6, 22. Và họ nói rằng trong hai ngày thứ 6 và thứ 7 có thể có mưa, lượng mưa bao nhiêu và mưa ở đâu thì chúng tôi sẽ gửi đến từ quý vị thêm chi tiết. Nhưng mà chúng ta thấy rằng bây giờ trời đổ lạnh nhưng mà vẫn còn là mùa thu chưa bước sang mùa đông đâu Ngọc Lan ơi. Mặc dù là sáng nay đã lạnh quá rồi. Ờ hôm qua đó coi thời tiết á, thì thấy là chủ nhật này mưa, mưa ở khu vực này. Nhưng mà mới vừa coi lại thì thấy là thứ ba, thứ tư, năm, sáu tuần sau từ 30% cho đến khoảng 60% cho nên là quý vị có chuẩn bị những cái hoạt động gì ngoài trời á, thì à, cẩn thận. Ngày okay. chúng tôi xin lỗi chuẩn bị cho Ngọc Lan một bộ đồ trắng rất đẹp vào ngày thứ sáu. Thứ sáu tuần tới đó bây giờ thì quý vị thấy Ngọc Lan vẫn còn trong trang phục mùa thu cùng tới mình Nhưng sẽ mình trở thành bà già tuyết à. Mặc cái áo jacket màu trắng nên là, là tuyệt vời luôn. Yeah. Ngọc Lan sẽ kiếm thêm cái nón đỏ. Yeah. <laughs> Hình bà già tuyết. Thưa quý vị, <laughs> à, ngày hôm qua à, sáng ngày hôm qua khoảng 9 giờ sáng đã có một cái uh, sự việc làm xôn xao mọi người, đó là một cái cuộc biểu tình diễn ra ngay trên freeway 110. Ờ yeah, um, đúng rồi. Kéo dài gần 2 tiếng đồng hồ từ 9 giờ sáng cho đến lúc mà cảnh sát uh, xa lộ có thể mở lại cái đường đó cho mọi người chạy được á là khoảng 11 giờ sáng uh, cái cuộc biểu tình này thì của những người mà gốc do thái họ kêu gọi là uh, phía mỹ làm sao phải có một những cái hành động cụ thể để liên quan đến cái việc mà ngừng bắn ở giải Gaza ừ. đó thì họ kéo nhau họ biểu tình trong hình ảnh quý quý vị có thể nhìn thấy freeway mà họ lên họ biểu tình như vậy họ ngồi như thế này oh, cuối cùng thì khoảng 75 người đã bị cảnh sát bắt giữ. Khi họ ngồi như thế này đó thì dĩ nhiên cái xa lộ này nó quá là đông người qua lại mà thì làm sao mà người ta có những người thì người ta cũng đồng tình nhưng mà có những người đó ở phía sau nó kẹt xe dài dài như thế này thì nhiều người trên đường lúc người ta đi làm rồi nhiều cái việc thì họ tỏ ra họ rất là bực bội họ rất là uh, giống như là giận dữ và theo như tin cho biết là cũng đã có những cái cuộc mà cãi vã muốn xô xát giữa những người mà người ta tài xế bị bị sắt lại ở trên đường á ừ. họ leo xuống để mà họ cự cãi với nhóm này chửi dạ uh, yeah, uh, rất là nhiều sự việc nhưng mà mặc dù cái đây là một cái biểu tình nhưng mà theo cá nhân Ngọc Lan diễn ra trên freeway như vậy thì mình không thấy ừ. là nó hợp lý chút nào hết, cái ảnh hưởng đó. mọi người. Hôm vừa yeah. rồi chúng tôi lái xe đi trên đường xa lộ 5 đi về hướng 22 đó thì thấy có một chiếc xe trong đó có một người à, hành khách cầm cái cờ của Palestine Vậy ừ. thì có những chiếc xe họ ủng hộ họ, họ bấm còi nhưng mà đó là hành động nói chung là chấp nhận được. Nhưng mà bởi vì những thành phần này họ là vừa hồi hồi giáo do Thái giáo Palestine, người Do Thái, chính người Do Thái cũng xuống đường biểu tình vì chính phủ Do Thái, họ là những người Mỹ gốc Do Thái nhưng mà họ không đồng ý với cái hành động mà tiếp tục tấn công vào và giết hại người dân Palestine. Vì thế họ xuống đường biểu tình và họ nghĩ rằng không có cách nào mà đánh động người dân mạnh mẽ hơn để gửi đi cái thông tin này ừ. chứ nếu chỉ có một vài chiếc xe mà cầm cờ vẫy hoặc là đứng bên đường để vẫy đó ừ. thì chẳng mang được tiếng vang thậm chí ngay từ trưa thứ ba chúng tôi đã nghe tường trình và à, trên đài đó họ kêu gọi những ai có thông tin thì gửi về để họ cập nhật tin tức à, thường xuyên à, từ hôm thứ ba thì à, xảy ra đó cảnh sát à, mới đầu thì vẫn để nhưng mà sau đó thì cuối cùng họ chỉ để một thời gian ngắn bởi vì cái đường xa lộ 110 gọi là Harbor Freeway mà bị kẹt quý vị tưởng tượng xem và bao nhiêu trăm ngàn chiếc xe qua lại. Và vì thế cuối cùng thì họ phải đưa ra cái lệnh bắt giữ. Từ hôm thứ hai, chúng tôi gửi đến quý vị trong bản tin thời sự thế giới liên quan đến một cái việc mất tích của một thiếu nữ 17 tuổi, cô Brisa Romero thì mãi cho đến ngày hôm nay thì cảnh sát mới chính thức xác nhận họ đã tìm thấy thi thể của cô và hôm thứ hai chúng tôi tường trình đó thì có nói đó là bởi vì cái tin tức cảnh sát nói rằng họ tìm thấy chiếc xe suv của cô trong một cái ao nước ở bên ngoại ô thành phố chicago từ bang illinois và họ nói rằng trong lúc tìm kiếm kéo được chiếc xe suv lên mà không thấy xác của cô đâu cả ừ. thì bản tin không cho biết là chiếc xe mở cửa cửa sổ có mở hay không thế thì đến ngày hôm nay cảnh sát mới xác định đó là sau đó một ngày tức là bước sang ngày thứ ba họ mới tìm thấy thi thể của cô nhờ là sau khi chết và ngọc lan biết là cái người mà chết đuối đó trong bụng đó, từ từ cái hơi ừ. ở trong bụng nó đẩy ra và nó không có chỗ thoát thì cái hơi đó nó khiến cho cái bụng của chúng ta giống như một cái bong bóng ừ. đó là lý do tại sao những người chết đuối một hai ngày sau lên. họ mới nổi lên ừ. bởi vì cái hơi ở trong bụng nó đẩy ra thì à, đến à, chiều tối hôm qua đã à, phải thực hiện à, tiến trình ảo nghiệm tử thi để bảo đảm 100% là đây là cô Romero À, tội nghiệp lắm à, cô gái à, theo à, những gì mà cảnh sát điều tra và họ đã liên lạc ngay với công ty cung cấp điện thoại cầm tay cho cô và họ đã cung cấp các dữ kiện và họ thấy rằng cô gái rời khỏi nhà hàng đây là nhà hàng nơi mà cô cùng với các bạn đồng nghiệp tham dự một bữa tiệc Christmas thì à, khi mà tham dự xong thì mọi người nói ô tôi thấy cổ rời rồi và đây là một trong những cái nhà hàng được ghi nhận lại thì sau đó chiếc xe của cố rời đi 15 phút sau đây là những chi tiết trên dữ kiện đó thì cô biến mất khỏi điện thoại cầm tay của mình và nhìn trên cái bản đồ thì họ nói cái tín hiệu cuối cùng mà có được là nằm ở trong cái ao đó cảnh sát ngày hôm nay cho biết. Cái đường mà cô lái xe nó không biết tại sao cô chọn cái đường này để về nhà và cô đã đi lạc. Cái đường lái xe là một ngã ba đường. Bên kia là cái ao. Mà không biết vì lý do nào buổi tối chắc có lẽ là say. Có thể thôi. Trong bản tin thì họ nói không nói nhưng mà bình thường thì cô gái chọn đi một con đường khác. Nhưng mà chắc có lẽ tối hôm đó cái khu nhà hàng này cô không quen thuộc Cho nên trong lúc đi tìm cách về nhà thì cô đi lạc Ngay phía trước cái ao nước đó Thì có một cái ngã ba Thì lẽ ra nếu mà cô quẹo phải hoặc quẹo trái đó, thì không hề hấn gì Không biết cô xem GPS hay không hay như thế nào đó Thì cô ủi thẳng về phía trước luôn Và đó là lý do Cô lái xe mà không để ý cố tưởng là cái ngã tư cho nên cổ vẫn tiếp tục lái xe đi thẳng thì cái vấn đề chính hiện nay cuộc điều tra vẫn còn đang tiến hành để tìm hiểu xem tại sao cô lái thẳng xuống hồ nước luôn và tốc độ của cố Linh như nào mà chiếc xe nó bay vào trong hồ nước và chìm luôn ở phía nước đến sáng thứ hai vừa rồi đó cứ ta là cố đi dự tiệc vào thứ bảy tuần thứ bảy chủ nhật vào cái tuần trước nữa thì đến thứ hai đầu tuần này thì cảnh sát nhờ tín hiệu đó tới cái hồ nước người đi bộ trên hồ họ chỉ cho cảnh sát thấy một cái ba lô nổi lên bên cạnh chiếc xe thì cảnh sát mới kéo mới kéo được cái chiếc uh, xe SUV mà không được tìm thấy thi thể tội nghiệp vô cùng thì bây giờ những người đồng nghiệp họ bày tỏ sự uh, tiếc thương nhưng mà cảnh sát vẫn điều tra để tìm hiểu sao tại sao cố lái như thế nào um, có phải đi lạc hay là dựa vào cái những dữ, dữ kiện sai lạc của gps để mà lái thẳng xuống hồ nước hay không chúng tôi tiếp tục với cà phê sáng ngay sau phần quảng cáo